Chiều ngày 29 tháng 3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tọa đàm xây dựng hình mẫu thanh niên thủ đô thời đại mới giai đoạn 2023-2027 với chủ đề Khát vọng thanh xuân. Đến dự chương trình có đồng chí Dương Xuân Khiêm, Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Đoàn, đồng chí Đặng Thị Thự Hoài, Phó trưởng Phòng tuyên truyền tổng hợp, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đồng chí Nguyễn Đức Nghĩa, Phó trưởng Phòng báo chí xuất bản, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Các đồng chí chủ trì tọa đàm gồm tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Thứ Mười, Hiệu trưởng Trường Lê Duẩn. Nhà báo Ngô Phương Tuấn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ đô, phát biểu đề dẫn tọa đàm, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, Nguyễn Tiến Hưng cho biết. Các tiêu chí giá trị được cấu trúc một cách logic, ngắn gọn nhằm giúp thanh niên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc và có thể suy nghĩ và làm theo mọi lúc mọi nơi. Và hưởng ứng cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thủ đô thời đại mới giai đoạn 2018-2022, các cấp bộ đoàn thủ đô đã căn cứ đặc điểm, đặc thù của thanh niên tại đơn vị, địa phương mình để triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Và gắn liền với chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm của đơn vị, địa phương và qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong đoàn viên thanh niên thủ đô về ý thức tu dưỡng rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng cán bộ đoàn thủ đô tiêu biểu, đoàn viên thanh niên, sinh viên đã tham luận, trao đổi đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả hơn nữa cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thủ đô thời đại mới, chia sẻ các mô hình hay, cách làm sáng tạo đã và đang được triển khai hiệu quả tại địa phương, đơn vị, đề xuất các giải pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục, hoạt động của tổ chức đoàn, hội, đội nhằm triển khai hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tới. Nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, thì đoàn thanh niên quận Tây Hồ đã tham gia quảng bá các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quận bằng nhiều mô hình thiết thực, hiện đại, cụ thể là thông qua cuộc thi Tôi là đại sứ du lịch Tây Hồ. Chính các bạn đoàn viên thanh niên đã trở thành những đại sứ du lịch, giúp giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc về con người Tây Hồ tới du khách cả trong và ngoài nước. Sức lan tỏa của cuộc thi đã được thể hiện rõ nét khi đã giới thiệu được 38 điểm di tích trên địa bàn quận, đặc biệt còn có sản phẩm giới thiệu song ngữ để hướng tới các du khách nước ngoài. Quận đoàn cũng đã ra mắt được ban chủ nhiệm câu lạc bộ Tôi là đại sứ du lịch Tây Hồ cùng với 5 đồng chí, và dự kiến trong tương lai, bên cạnh các điểm di tích, quận đoàn cũng sẽ triển khai giới thiệu về các danh lam thắng cảnh và ẩm thực khác trên địa bàn quận. Các phong trào chủ lực tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, Tôi yêu Hà Nội, thanh niên tình nguyện cùng 3 chương trình đồng hành với thanh niên. Và các phong trào, các chương trình đồng hành cùng với thanh niên thì cần tiếp tục được tổ chức hiệu quả và gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị, nhiệm vụ chính trị của thành phố nhằm xây dựng thủ đô phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Và các đồng chí thì xác định vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thị xã trong việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng để đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Thì năm 2022, đoàn thanh niên thị xã chúng tôi cũng đã triển khai 2 công trình thanh niên mới để đóng góp cho cái việc phát triển kinh tế xã hội. Vậy nên khi mà chúng ta có một bản lĩnh vững vàng, chúng ta có thể đối mặt với mọi những cái khó khăn hay là những cái vấn đề trong cuộc sống một cách tốt đẹp nhất và luôn luôn có một cái thái độ tích cực với cả mọi sự kiện xảy ra, thì mọi điều cuộc sống chúng ta đều sẽ là tốt đẹp ạ. Và cái bản lĩnh vững vàng nó cũng sẽ là cái nền tảng để hình thành nên những cái giá, nền tảng để chúng ta xây dựng và hình thành nên những cái tiêu chí sau đó, cũng như là trí thức phong phú hay là sức khỏe dồi dào ạ.